Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. Khoảnh khắc lính công quân Ukraine bắn hạ UAV cảm tử Nga giữa không trung Theo trang tin quân sự Military trực thăng Mi-8 của Ukraine, trong đoạn video nói trên được trang bị một số tháp súng máy khi trực thăng và UAV Sahed-136 của Nga ở cùng tốc độ, xa thủ Ukraine bắt đầu nã súng máy fn MAG 7,62 mm về phía mục tiêu. Nhờ các phát bắn chính xác, lính không quân Ukraine đã khiến UAV cảm tử của đối phương bị hư hại phần thân và bộ phận điều hướng phải hạ độ cao đột ngột trước khi rơi tự do. Quân đội Ukraine cho biết đây không phải lần đầu tiên họ sử dụng máy bay tốc độ thấp để chống lại UAV Nga ở các khu vực giao tranh Trước đó, xạ thủ trên một chiếc trực thăng Mi-8 khác của Ukraine cũng dùng súng máy gắn ở phần mũi máy bay để bắn rơi UAV cảm tử xa của Moscow giữa không trung. Hồi tháng 4, binh sĩ Ukraine trên một máy bay huấn luyện Yak-52 cũng bắn hạ thành công một UAV trinh sát của đối phương ở khu vực Odessa. Ukraine bắn tên lửa vào căn cứ Nga, đặc nhiệm ác mát giành lại hai làng ở kết. Truyền thông Ukraine cho hay, lữ đoàn cơ giới số 54 của nước này gần đây đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa vào bãi huấn luyện bên trong một căn cứ quân sự Nga. Đoạn video được trang Miu in Ua trích dẫn cho thấy, máy bay không người lái UAV sát của đại đội Diving Pushman thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát gần căn cứ quân sự Nga, đặt tại khu vực Donbass đã phát hiện nhiều binh sĩ Nga đang có mặt trong bãi huấn luyện chiếc UAV sát sau đó điều hướng hỏa lực để lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine sử dụng hai tên lửa M-30A1 mang theo đầu đạn chùm tập kích bãi huấn luyện lính của đối phương. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về thông tin và hình ảnh do trang Milenua trích dẫn. Một diễn biến liên quan khác, hãng thông tấn TASS dẫn lời chỉ huy đặc nhiệm Akhmat của Chechnya. Avsti Alaudinov cho biết lực lượng này đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Kết từ tay quân đội Ukraine. Cũng theo vị quan chức này, phía Ukraine tại tỉnh Kết hôm 26 tháng 8 hứng chịu tổn thất lớn khi hai phương tiện chiến đấu bộ binh, hai phương tiện chiến đấu bọc thép và ba xe mô tô bị phá hủy. Hàng trăm cơ sở của Nga nằm trong tầm bắn tên lửa Mỹ cấp cho Ukraine mỹ đã gửi atacMS ms tầm xa cho kiev từ đầu năm nay nhưng ukraine chỉ được phép sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ và bán đảo crimea mà moscow đang kiểm soát chứ không phải trên lãnh thổ nga theo Newquist, một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trong chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây chia sẻ với tờ Politico rằng việc tấn công bằng attack MS nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ không hiệu quả như Kiev mong đợi do Moscow đã di chuyển dàn máy bay quân sự khỏi các căn cứ không quân nằm gần Ukraine. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã cho công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy 250 mục tiêu của Nga hiện nằm trong tầm bắn của Atak MS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. ISVK nhấn mạnh sẽ cực kỳ khó hoặc không thể đối với Nga để nhanh chóng di dời tài sản khỏi những nơi này. Chỉ có 17 trong số 250 cơ sở này là sân bay, do đó quân đội Nga khó có khả năng tái bố trí tài sản khỏi tất cả 233 cơ sở còn lại, ở mức độ tương tự như những gì họ đã làm với vũ khí hàng không. Cũng theo ISVK, các lực lượng Ukraine không cần phải tấn công từng mục tiêu quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi mà vũ khí phương Tây cung cấp để bắt đầu tạo ra áp lực hoạt động đáng kể lên quân đội Nga. Trên thực tế, Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, trang bị tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ cung cấp, để tấn công các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng có tầm bắn ngắn hơn ATAC-MS. Theo ISVK, chỉ có 20 trong số 250 mục tiêu tiềm năng của Nga nằm trong tầm bắn của GMLRS. Trong khi đó, Mỹ đã cấp cho Ukraine hai phiên bản tên lửa Atak MS có tầm bắn là 165 km và 300 km. Nga tung đòn vũ bão vào đôi nhét, Ukraine sắp mất cả chi lẫn chài khi đánh kết. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông của nước này rất khó khăn. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có hàng chục cuộc giao tranh ở một số điểm đóng trên tiền tuyến theo hướng đó. Một số báo cáo cho rằng Ukraine có thể đã chuyển một số nguồn lực quân sự từ khu vực Donetsk ở phía đông, nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine, để tiến hành tấn công kết. Nhiều chuyên gia lo ngại động thái này của Kiev có thể là sai lầm nghiêm trọng kể từ ngày 6 tháng 8, khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới, Nga đã tiến thêm được vài km về phía thành phố Pokrov thuộc Donetsk, ở phía đông Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Zeslane cách Pokrov gần 20 km, cùng nhiều ngôi làng và một số khu định cư khác. Hơn 50.000 dân thường vẫn ở lại Pokrov. Nếu Nga chiếm được thành phố này, thì đây sẽ là trung tâm dân số lớn nhất mà Moscow kiểm soát kể từ tháng 5 năm 2023 đối với Ukraine, việc mất Bobrốt sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Bobrốt là trung tâm hậu cần của Ukraine, nằm ở ngã ba của hai con đường chính xuyên qua khu vực. Việc chiếm thành phố này được coi là chìa khóa để quân đội nga thực hiện mục tiêu của tổng thống Putin là kiểm soát các vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, còn gọi là Donbass. Quân đội nga đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho khu vực này, các cuộc tấn công của nga tại Donbass ngày càng dữ dội hơn. Bất chấp vùng biên giới Kursk đang bị Ukraine xâm nhập, một nhà phân tích cho rằng trọng tâm chính của Tổng thống Putin là hướng đến Donetsk, đặc biệt là thành phố Pokrov. Theo các quan chức địa phương, quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố gần 10 km. Moscow được cho là đang chiến đấu để chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine bên ngoài Pokrov, cách thị trấn lân cận Misnoras hơn 6 km. Nếu như trước đây, Nga thường tìm cách chiếm giữ các thành phố của Donetsk, chẳng hạn như APDFK bằng những cuộc tấn công sử dụng phương tiện cơ giới hạng nặng do xe tăng và xe bọc thép dẫn đầu. Kết hợp với các cuộc ném bom trên không tầm xa thì hiện giờ Nga chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng bộ binh và những đơn vị nhỏ để tiến về phía Bóc một quan chức phương Tây lưu ý. Quan chức này nói thêm rằng những cuộc tấn công bằng bộ binh và các đơn vị nhỏ của Nga đã gia tăng trong tuần qua. Xét về tốc độ mà Nga có thể tiến quân mỗi ngày, thì quân đội Ukraine tại Pokrov đang thực sự phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine báo cáo rằng Nga đã chiếm giữ ba thị trấn khác ở phía nam Pokrov. Ngoài ra, Moscow cũng tiến gần tới Novogrostievska, Zabizny và Tichy, ba thị trấn khác ở rìa Pokrov. Các lực lượng của Nga đã đạt được nhiều thành công hơn dọc theo tuyển tuyến ở vòng đồi nhét và đang nỗ lực tiến về phía các thị trấn torres và silver trước đó bộ quốc phòng nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát thị trấn new york gần torres theo đánh giá của các quan chức phương tây để có được thành công tại donbass nga đang mất binh sĩ với số lượng nhiều hơn con số mà họ có thể tuyển dụng quan chức này lưu ý không có dấu hiệu nào cho thấy nga có khả năng mở rộng quy mô tuyển dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt này Mặc dù Moscow đã đưa ra những tiêu chí hấp dẫn để khuyến khích người dân nhập ngũ trong những tháng gần đây, Ukraine hiện đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tại khu vực Kurs của Nga, triển khai cả những đơn vị giàu kinh nghiệm chiến đấu khác cùng nhiều khí tài của phương Tây. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập kể từ Thế chiến II. Chiến dịch đột kích của Ukraine nhằm tạo ra một vùng đệm ở biên giới Nga, làm giảm khả năng của Moscow trong việc bắn pháo và máy bay không người lái, các thị trấn và thành phố lân cận của Ukraine. Kiev đã phá hủy ba cây cầu bắc qua sông Sem ở phía tây nước Nga, cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng cho những đơn vị mà Moscow triển khai để bảo vệ khu vực này. Một số người suy đoán nếu ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, Ukraine có thể bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga và Kiev muốn sử dụng các vùng lãnh thổ chiếm được ở biên giới Nga làm con bài mặt cả. Ngoài mục đích giành lợi thế chiến trường và nâng vị thế đàm phán, giới quan sát cho rằng chiến dịch tấn công của Ukraine còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và đồng minh NATO, giúp họ xua tan nỗi e ngại về nguy cơ Nga có những hành động quyết liệt hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Còn quá sớm để dự đoán liệu Ukraine có thể giữ vững được thành quả của họ hay không, quân đội Ukraine đang phải chịu cảnh thiếu hụt nhân lực và đã rút quân dự bị từ các tuyển tuyến khác như ở Donetsk và Kharkov để đưa họ vào trục chiến đấu mới trong những tuần tới, các lực lượng của Ukraine ở Kết có thể bị kéo căng quá mức và buộc phải rút lui. Ngoài ra, cho đến nay, Nga vẫn chưa chuyển hướng lực lượng của mình khỏi khu vực đội nhét. Theo báo cáo của Financial Times, vào ngày 19 tháng 8, quân đội Nga đã chiếm gần như toàn bộ thị trấn New York, tiến vào Torres gần đó và xâm nhập vào trung tâm hậu cần của Bob Rock. Konrad Musiska, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, đồng thời là giám đốc công ty tham vấn Rojan Consulting, nói với Financial Times rằng với hầu hết lực lượng dự bị được đưa đến Kursk, Ukraine sẽ phải nỗ lực lấp đầy các khoảng trống phòng thủ và chống lại nhiều mối đe dọa từ phía Nga. Indian Express dẫn phân tích từ một chuyên gia Ấn Độ về các vấn đề chiến lược cho rằng, Ukraine có thể đã mắc sai lầm khi tiến sâu vào kết. Chuyên gia này nhận định nếu Nga không sớm ngồi vào bàn đàm phán và nếu các đối phương phương Tây không cung cấp thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine, cuộc đột kích vùng kết có thể trở thành hành động tự sát về mặt quân sự của Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!